Theo Điều 643 Bộ Luật Dân sự năm 2015, nếu người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, sẽ thuộc vào trường hợp di chúc không có hiệu lực một phần hoặc toàn bộ. Cụ thể, di chúc không có hiệu lực toàn bộ áp dụng trong trường hợp chỉ có một người thừa kế và người đó chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Di chúc không có hiệu lực một phần áp dụng trong trường hợp có nhiều người thừa kế và một trong những người đó chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Khi đó, phần nội dung di chúc liên quan đến cá nhân đó sẽ không còn hiệu lực. Những phần nội dung khác của di chúc vẫn có hiệu lực, nếu đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của di chúc. Về phần di sản trong trường hợp người thừa kế chết trước, người lập di chúc sẽ được phân chia theo pháp luật, theo điểm C khoản 2 Điều 650 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Theo đó, phần di sản có liên quan đến người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc thì phần di sản đó sẽ được chia theo pháp luật. Những người cùng hàng thừa kế sẽ được ưu tiên hưởng phần di sản bằng nhau.